So many pieces are back together now. What's your vision? Thank you.
khó giận hơn thì đó mới chính là hương vị của tình yêu. Cớ sao ta vẫn đành lòng, vẫn cố chấp, vẫn không hiểu ra. Và rồi khi chia tay tình tan vỡ, dẫu rằng lòng còn đau thì ta cũng đã xa nhau, nhưng anh biết rằng tình chúng ta vẫn còn. Dù rằng khi chia ly